Xin chào mọi người nha. Good morning, good morning. Xin chào anh David Lee, khỏe không anh? Lâu rồi không có vô chơi với bà con. Hôm nay có rảnh rảnh chút vô chơi với bà con. Đồng thời nói bà con tiết kiệm tiền xăng. Dạ, cháu xin chào cô An Lạc Trần. Cháu chúc cô khỏe. Cô vẫn khỏe ha. Cô vẫn khỏe là cháu vui rồi đó. Hôm nay bên cô khí hậu như thế nào? Vẫn tốt hả cô hả? Có nóng lắm không? Tôi nghe nói năm nay là bắt đầu là mấy tiểu bang miền Bắc là bị nóng. Ở bên châu Âu cũng nóng, bên Mỹ chắc không biết là có nóng dữ không. Nhưng mà bên tiểu bang cô chắc là cây xanh nhiều, chắc nó cũng nóng nhưng mà có thể là cũng dễ chịu. Chứ mấy tiểu bang mà sa mạc mà nóng là thở không nổi, nó khô quá. Xin chào bạn lưu vong xuống xứ người. Hôm nay ở nước Mỹ với lại toàn thế giới thì lạm phát tăng cao. Nhưng mà Mỹ thì nói chung là nước Mỹ là nước là ít lạm phát. Nếu mà Mỹ lạm phát 1 thì mấy nước khác sẽ lạm phát nhiều hơn. Tại vì Mỹ cái nguồn hàng hóa với lại cái sự sản xuất của họ đó nó khổng lồ, thành ra nó không có khan hiếm hàng. Lạm phát là do chính phủ in tiền xài cho nên là lạm phát, nhưng mà ngược lại thì nó kích thích kinh tế thì kinh tế đi lên, với lại cái tỷ lệ người thất nghiệp rất là ít. Cái điều quan trọng nhất là cái người không có thất nghiệp, cho dù mà cái người mà bây giờ, thí dụ các bạn nghĩ đi, bây giờ cái người có việc làm lương cũng khá mà đi làm, bây giờ đồ ăn có lên hay là cái gì nó có lên cũng chẳng sao, tự cái điều quan trọng là mình có việc làm và đồng lương nó sống đủ, cái điều đó là quan trọng. Chứ còn bây giờ mà không có việc làm rồi mà giờ giá cả thấp thì cũng chẳng có được ích lợi gì, tự vì không có tiền xài là chết thôi à. Còn cái chuyện mà quan trọng nhất là phải có việc làm, thành ra nước Mỹ thì lúc nào cũng có việc làm. Bây giờ là đi khắp nơi chỗ nào cũng cần việc làm á, chỉ cần mình muốn đi làm là hôm nay là muốn đi làm là ngày mai là có thể có việc làm, không có ai chết đói. Chả có ai chết đói. Bây giờ có xăng lên đi nữa thì mình bớt đi thôi. Cũng không có vấn đề gì hết trơn á. Xăng mà lên thì mình bớt đi, mình bớt ăn, bớt xài. Không có ma nào chết đâu. Nhưng mà mấy nước nghèo là mệt à. Mấy nước nghèo là xăng lên đó là cái đồng lương của họ họ không sống nổi à. Còn đối với đồng lương ở Mỹ này thì các bạn thấy rõ ràng rồi, bây giờ xăng có lên 7 đồng một gallon hay nữa đó thì mình bực thiệt. Giá hàng là lên này nọ đồ mình cũng bực thiệt, nhưng mà không có đời sống của người ta không có khốn cùng như mấy cái nước nghèo là nguy hiểm. Nó có thể là nó khốn cùng mà nó phá sản luôn, còn nước Mỹ này không có đời nào mà khốn cùng mà phá sản hết trơn. Thành ra cái đó nó gây cho mình cái sự gọi là bực bội thiệt. Nhưng mà đối với Tám thì Tám có cái mấy năm trời nay rồi Tám không có lo cái vấn đề mà xăng, mặc dầu Tám đi rất là nhiều. Nếu mà cái người mà chửi bới nhiều nhất mà trong cái vấn đề xăng đó là Tám á. Từ Tám đi nhiều á, thành ra là tốn tiền xăng nhiều, hầu hết là tốn nhiều. Như là những cái người mà làm về vận tải họ tốn nhiều, nhưng mà cái đó công ty vận tải nó trả thì nó tăng cái chi phí lên thôi. Chỉ có cá nhân đi nhiều thì tốn tiền túi thôi. Chứ còn không có phải là ấy đâu. Chỉ có nguy hiểm nhất là những cái đất nước nghèo, khi mà giá xăng lên cao, giá dầu lên cao thì họ sẽ không có tiền mà nhập khẩu xăng dầu, thành ra họ sẽ bị phá sản. Còn nước Mỹ này là không bao giờ thiếu xăng dầu, không bao giờ thiếu xăng dầu hết. Nhưng mà tại vì cái thị trường thế giới nó lên, thành ra những cái công ty mà khai thác dầu nó lợi dụng những cái thời gian này là nó hốt bạc. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, mình thấy nó hốt, bây giờ mình thấy nó hốt mình bực thiệt. Nhưng mà mình suy đi nghĩ lại á, thì những cái lúc mà nó lỗ mà nó phá sản á thì mình cũng đâu có cứu nó đâu.
giống như kỳ một năm mấy dịch đó, vừa rồi đó, mấy công ty xăng dầu nó phá sản coi như hàng loạt. Tại vì sao? Không ai mua dầu của nó khai thác lên, nó không mà bán được, thậm chí cho không, người ta không lấy, tự vì không có chỗ chứa. Nó phá sản hàng loạt luôn. Thành nó cũng tội nghiệp nó. Thì bây giờ đây là cái cơ hội mà để cho nó hốt lại một mớ để nó trả nợ ngân hàng, với lại nó có thể nó vực dậy, nó có thể nó sống lại được. Thì đó là có lời có lỗ là như vậy. Nhưng mà chính phủ Mỹ thì không bao giờ để cho người dân mà có thể là suy kiệt vì cái vấn đề mà giá xăng dầu. Tại vì người ta tính đi tính lại hết rồi, không có một thời gian ngắn thôi. Còn nếu mà những cái giá dầu hay là những cái giá xăng mà nó cứ tăng cao trên thế giới vậy thì nước Mỹ nó phải có cách để cho hạ xuống vừa cái túi tiền hoặc là vừa cái mức sống của những cái nước mà chi phối cái vấn đề xăng dầu này, chứ không có là nó lên kiểu đó là mấy nước kia là nó tiêu hết sao. Không có được lâu đâu, các bạn yên tâm, cái chuyện này nó không thể nào tồn tại lâu được. Nếu mà chuyện này mà để mà lâu á là chính phủ bảo đảm với các bạn là sẽ bị mất phiếu, là chính phủ sẽ bị bay à. Đâu có ai chịu được cái giá xăng dầu mà đánh thẳng vô túi người dân mà lâu dài được. Nó lên một thời gian bắt buộc là nó phải xuống, mà nó không xuống nữa chính phủ cũng can thiệp vô để cho nó xuống. Là mặc dầu xăng dầu là thị trường tự do, mặc dầu là tự do, nhưng mà thật ra chính phủ có cách. Thí dụ như chính phủ sẽ nói là các bạn mà lũng đoạn thị trường thế giới, hoặc là các bạn là háo ăn, các bạn mà gọi là giống như là cái mà coi như là gọi là làm giàu trên xương máu người khác, thì bắt đầu chính phủ sẽ điều tra. Chỉ cần chính phủ nói ra một câu thôi là bắt đầu điều tra thôi, là bảo đảm với các bạn là giá xăng dầu xuống ào ào liền à. Nhưng mà tự vì chưa tới cái lúc đó, chính phủ chưa có nói tới cái lúc đó. Chứ còn mà nói ra cái một đợt, các bạn biết đó là ói cơm hàng loạt luôn á. Tất cả các hãng xăng dầu là ói cơm hàng loạt luôn á. Tại sao là khi mà điều tra vô rồi là mệt rồi, điều tra vô rồi là bảo đảm bị phạt liền à. Bảo đảm với các bạn là bị phạt liền. Tại sao? Cấu kết với nhau đưa giá xăng lên. Thí dụ như nước Mỹ năm nay mà sản xuất mà xăng mà giống như là bị cháy cái mỏ dầu, hoặc là nhà máy lọc dầu bị cháy, mà mình thí dụ mình một ngày mình sản xuất được 100 triệu lít đi, mà bây giờ nó bị cháy cái nhà máy, nó không sản xuất được 100 triệu, nó xuống 90 triệu, thì các bạn sẽ thấy cái giá dầu nó lên. Cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà bây giờ cái nước Mỹ nó không có bị cái tình trạng cháy nhà máy dầu, không bị cái tình trạng gì mà ảnh hưởng tới cái chuyện sản xuất, vẫn sản xuất đều. Mà tại sao giá dầu lên cao như vậy? Tụi nó cấu kết với nhau, nó cấu kết với nhau kinh tế thị trường, nhưng mà tụi nó phải có cấu kết với nhau. Nó làm lơ để cho giá dầu lên cao, tụi nó thu lợi. Nhưng nếu mà tham quá, nếu mà bây giờ chính phủ thấy bây giờ các bạn mà tham quá, các bạn đã thâu lợi lại để bù lỗ lại cho những cái lúc mà bị lỗ hồi năm trước bị dịch, thì chính phủ ngó lơ. Có nghĩa là biết là giá dầu căng cao là hại người dân, nhưng mà chính phủ vẫn ngó lơ để cho các bạn, nghĩa là bù lại cái số tiền mình đã mất để cho các bạn có thể sống được. Nếu không thôi là các bạn phá sản hết. Nhưng mà nếu mà ăn, các bạn mà ăn mà qua cái mức mà cần thiết rồi á, mà còn tiếp tục ăn là chết ngay. Chính phủ can thiệp vô điều tra là chết ngay. Các bạn coi mình nói đúng không? Cứ một thời gian đi, ăn cho đủ đi, rồi sau đó phải ngưng. Tư bản mà các bạn biết là chính phủ họp bộ năng lượng là một cái là tất cả các hãng xăng dầu là rung cầm cập liền, chứ giỡn hoài. Chính phủ mà thấy nghi ngờ chỗ nào mà nói hoài không nghe là bắt đầu điều cho nhân viên vô điều tra là chết, chết chắc luôn. Là lúc đó phạt ông chục tỷ là ói hết cơm ra, chứ các bạn đừng giỡn hoài. Các bạn đừng có giỡn chơi. Không có công ty nào mà trên thế giới nào mà Mỹ phạt không được hết trơn á. Bắt buộc mà những công ty xăng dầu là Mỹ phạt rất là dễ dàng, tại vì tất cả đều sử dụng đồng đô la để mua xăng dầu trên thế giới này. Mà bây giờ mà chỉ cần thọt vô mà điều tra ra thôi là chết toàn cầu luôn á. Ngay cả các công ty mà cỡ BP, Shell rồi của châu Âu, Mỹ điều tra vô là phạt coi như phạt nặng luôn á. Công ty Exxon Mobil của Mỹ, Chevron đồ là bảo đảm các bạn là Mỹ ngắm tới hết. Từ những cái gã khổng lồ đó là chi phối là thị trường toàn thế giới mà. Nó cũng vẫn chơi được. Thành ra cái vấn đề này nó, các bạn yên tâm đi, bảo đảm với các bạn luôn, không có tồn tại lâu. Cái giá xăng dầu này không có tồn tại lâu đâu. Nếu mà tồn tại lâu là nền kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng, dân chúng sẽ la làng la sớm, là chính quyền nó sẽ bị sập thôi. Bây giờ chính quyền Mỹ này mà nếu mà không giải quyết vấn đề xăng dầu này thì vài bữa là coi như là dân chúng nó đá đít đảng Dân Chủ đi hết, là coi như là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ gì là bay sạch, chỉ còn ông tổng thống là còn nằm đó thôi.
ông tổng thống thì 4 năm lận thì chưa động tới cộng long ông được đâu, nhưng mà 4 năm đó thì còn lâu lắm, cho nên ông chưa có ông chưa có ngán. Nhưng mà bầu cử tới nơi đảng Dân Chủ là thượng viện hạ viện là phải ngán rồi, cho nên từ đây mà tới bầu cử đâu còn mấy tháng đâu, mà chắc chắn với các bạn là trước khi bầu cử là giá xăng phải xuống ào ào, nếu không là coi như là đá đít đi hết à, đá sạch đi à. Thành ra các bạn phải nhìn vô cái vấn đề đó, các bạn sẽ coi nó không có tồn tại được lâu đâu, vài tháng là xuống ào ào hết. Xuống ào ào vừa đủ cái người ta, cái túi tiền người ta thôi, có nghĩa là hãng xăng dầu vẫn có lợi, mà lợi với định mức coi như là bình thường thôi, không thể nào mà để cho mà ha, nổi loạn lên, mà cứ nghe nói tin tức là chiến tranh cái đầu dựa vô đó cái là quất lên cao, nghe nói chiến tranh cái mộ tự động đang 70-80 đồng nó quất lên 120, đâu có được. Đâu có được làm cái chuyện đó. Đối với nước khác thì được, chứ còn đối với nước Mỹ là không được. Tại sao nước Mỹ vẫn sản xuất dầu đều đều, không có thiếu một ngày nào, vẫn không thiếu dầu. Thậm chí bây giờ nước Mỹ mà hiện bây giờ đang sản xuất 12 triệu thùng dầu một ngày, bây giờ muốn nâng lên 20 triệu cũng được. Thì nước Mỹ nó quá dư dầu, dư thật là nhiều. Muốn bao nhiêu cũng có đó. Cho nên nói mà cái vấn đề mà lên kiểu đó là không bao giờ có. Thí dụ châu Âu người ta không có sản xuất dầu được, thì cái thị trường bên, cái thị trường dầu Brent ở bên châu Âu người ta lên là đúng. Còn cái dầu mà WTI của Mỹ á, mà lên là không được. Tại vì cái dầu này là nó tại nước Mỹ, thị trường tại nước Mỹ khai thác dầu rất là nhiều, đâu có thể nào mà lên cái kiểu được. Thế giới là thế giới, nhưng mà ngay tại nước Mỹ này đâu có thể nào. Các bạn thấy những cái nước khai thác dầu trên thế giới này không? Những cái nước mà khai thác dầu mà trên thế giới này nhiều là giá xăng dầu rẻ kinh khủng luôn. Những nước Trung Đông là những cái nước mà khai thác dầu mà thuộc loại nhiều, xăng rẻ thật là rẻ. Tại sao nước Mỹ xăng vẫn theo thị trường thế giới? Tại vì nó đi theo cái thị trường, nó là tại vì tất cả các hãng dầu của Mỹ là nó có tầm vóc quốc tế, nó mua bán theo kiểu quốc tế, cho nên nó là mấy cái giá nó mới như vậy thôi. Chứ còn những cái nước kia là người ta là những cái nước sản xuất xăng dầu nhiều là giá rẻ khủng khiếp, rẻ khủng khiếp luôn mà các bạn thấy. Cho nên cái đâu có một cái nước nào mà sản xuất dầu nhiều như nước Mỹ này mà giá xăng dầu kiểu này đâu, các bạn thấy không? Chính vì vậy mà hả, để cho giá xăng dầu mà theo thị trường thế giới, cho nên những cái công ty Mỹ thâu lâu lợi khổng lồ, một năm có thể thâu lợi nhuận là mấy chục tỷ đô la luôn, để mà lấy cái tiền đi đầu tư khắp thế giới, làm giàu khắp thế giới. Còn những cái nước khác, các bạn thấy những cái công ty xăng dầu mà thí dụ như Malaysia hay là những cái nước mà sản xuất dầu quả mà nhiều đi đó, những cái hãng đó không có tiền mà đi đầu tư khắp thế giới là tại sao? Là tại vì là hạ giá dầu cho dân chúng trong nước, bù lỗ cho dân chúng trong nước, giá rẻ bèo đó. Nó có cái mặt này mặt kia, Mỹ để cho như vậy để cho những công ty đó có dầu có để mà lấy cái tiền đó, đi đầu tư khắp thế giới mà nắm đầu về công nghệ, mới có tiền đầu tư về cái công nghệ mới này nọ các thứ, giỏi hơn người ta mới đi khắp thế giới mới là làm hạng nhất. Chứ còn mà thật ra đó mà đi giống như những nước khác là giá dầu của Mỹ rẻ thế bà đi, khai thác đầu đầy trời đầy đất, ngay cả tiểu bang Cali này dầu đầy nhóc, đâu có khai thác đâu. Cái thác chơi chơi lãm nhảm dài thùng về thùng, cái thứ xăng dầu đầy từ trên Bắc Cali tới miền Nam Cali, dầu đầy nhóc. Nhưng mà thí dụ mai mốt mà giờ hạ mà OPEC trên thế giới này mà không sản xuất dầu đi, Mỹ nó sản xuất cho các bạn coi ngập luôn á, thậm chí mà bán ở nước ngoài xuất khẩu đi còn không hết á. Các bạn thấy không, bây giờ là xuất khẩu hơi đốt hơi lỏng đi khắp thế giới rồi. Châu Âu đánh nhau bên đó là không mua qua Nga nữa, Mỹ xuất khẩu khí đốt hóa lỏng là đi khắp thế giới rồi. Mà khí đốt mà xuất khẩu được, tại sao mà dầu xuất khẩu không được? Tự vì dầu với hơi đốt mà đi chung nhau rồi. Nhưng mà tự vì Mỹ không có muốn khai thác nhiều. Khai thác nhiều nó sẽ gây ô nhiễm, khai thác nhiều nó sẽ từ từ nó sẽ cạn kiệt cái dầu của mình đi, mình sẽ không có được dự trữ nhiều nữa, là mình mất cái quyền ở trên thế giới. Còn bây giờ mình xài của người ta, mình mua của người ta, nhưng mà cái mỏ dầu của mình nó còn tồn tại mãi mãi như vậy, là mình có cái quyền lực trên thế giới, mình không sợ bất nước nào và không sợ bất cứ đất nước nào. Ai mà động tới mà cấm vận mình đó là mình móc dầu lên mình xài thoải mái. Bây giờ trên thế giới này có thể có những cái chỗ nào mà khan hiếm dầu, chứ ở nước Mỹ này các bạn thấy có bao giờ Mỹ ra mà xăng dầu ra đầu đường mà xếp hàng dài mà không có dầu không có xăng để mua? Làm gì có, lúc nào cũng có đó. Nhưng mà cái vấn đề đây là lên hay là xuống là tự vì theo thị trường thế giới thôi.
Còn nếu mà cái lúc mà cần thiết ha, chị tổng thống cần ký cái ban hành ra cái luật là thời chiến thôi, bảo đảm với các bạn là nó khác nhau liền. Nó sẽ ưu tiên cho nước Mỹ là sẽ sản xuất nhiều thôi. Hồi xưa ông Bush ông đánh Iraq. Ông đánh Iraq cái một, tại sao mà đánh Iraq xong mà giá dầu nó xuống luôn. Nó không lên là tại sao? Mà bây giờ ông Biden ông đánh Iraq, ông đánh ông gây lộn với Ukraine mà không có đem quân vô Ukraine mà giá dầu lên ào ào, các bạn suy nghĩ đi. Mình nhìn vô vấn đề chính trị, đừng có nhìn vô vấn đề kinh tế. Các bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều control bởi quyền lực chính trị. Tại sao mà Mỹ đánh Iraq hai lần rồi mà giá dầu rẻ thiệt rẻ, mà tại sao bây giờ Biden chưa có đánh ai, chỉ có Ukraine viện trợ cho Ukraine để đánh thằng Nga xô thôi, đánh thằng Nga thôi mà giá dầu lên như vậy. Nó trong vấn đề chính trị hết đó các bạn. Đó, bây giờ các bạn ở trong đây các bạn cho tấm cái ý kiến đi, sự khác nhau tại sao giữa hai ông tổng thống là như vậy. Còn ông tổng thống đảng Cộng hòa là ông Bush, là ông Bush là đảng Cộng hòa, mà ông Bush là thống đốc của tiểu bang Texas, là cái ổ dầu của nước Mỹ, coi như sản xuất dầu nhiều nhất của nước Mỹ. Mà các bạn nên nhớ là đảng Cộng hòa là luôn luôn nha, đảng Cộng hòa là luôn luôn là dầu hỏa và chiến tranh, về vũ khí, là coi như là đảng Cộng hòa sống về hai cái nguồn tiền đó, chiến tranh, vũ khí và dầu hỏa. Còn đảng Dân Chủ là sống nhờ tiền về bây giờ, hồi xưa là sống về nghiệp đoàn, sống về những cái người dân nghèo, thấy không? Rồi á, sống về quyên tiền những cái coi như là những cái ngành khác. Nhưng mà cái ngành mà làm giàu nhất cho cái nước Mỹ, mà đã thành tài phiệt mà nhiều nhất cho nước Mỹ là dầu hỏa và vũ khí. Khi mà ông Bush ông đi ông đánh nước khác á, không bất kể nước nào là dầu sẽ xuống ngay lập tức. Đã tại vì bên đảng Cộng hòa ảnh hưởng rất lớn, những cái công ty dầu hỏa là ủng hộ đảng Cộng hòa 100%. Cho nên á, khi mà nước Mỹ đánh nước khác á, là dầu hỏa nó chẳng những không lên mà nó còn xuống nữa. Tại vì đảng Cộng hòa là nó ăn thông với lại dầu hỏa. Mà dầu hỏa nó muốn xuống thì quá dễ rồi, nó nháy mắt một cái là nó xuống thôi. Cho nên đó là các bạn thấy tại sao mà khi mà ông Biden ông gây chiến với nước Nga mà tại sao giá dầu không xuống mà tại lên, là tại sao? Tại vì mấy hãng dầu nó không muốn nghe lời ông Biden, nó không tăng cái sản lượng lên, nó không muốn ông Biden được lợi, nó sao muốn ông Biden là bay ghế, nó muốn cho đảng Dân Chủ bay ghế, nó sẽ cho giá dầu lên cao. Tại vì đảng Cộng hòa ta muốn lấy là ghế ở Thượng viện Quốc hội Mỹ mà, Thượng viện Hạ viện mà, cho nên giá dầu lên cao dân chúng bất mãn. Các bạn hiểu mà, nó không có chia phe chia phái hết trơn rồi. Chứ còn nếu mà đảng Cộng hòa mà xin lỗi giờ đi gây chiến tranh thẳng vô đem mấy trăm ngàn quân vô nước người ta nữa, mẹ giá dầu cũng xuống à. Phủ binh phủ, huyện binh huyện chứ. Bây giờ đảng Dân Chủ đang nắm quyền từ tổng thống tới quốc hội, thì bây giờ tất nhiên là tới giữa kỳ này chắc chắn 100% là cái quốc hội là đảng Cộng hòa phải thắng rồi. Nếu không là đảng Dân Chủ nó nắm ba chỗ luôn, thì nước Mỹ nào mà chịu vậy. Nước Mỹ là luôn luôn phải cân bằng quyền lực, luôn luôn là các bạn thấy sẽ cân bằng quyền lực, không có để cho một đảng nào mà nắm hết tất cả được. Tại sao nắm vậy á, thì nước Mỹ sẽ bị hại, là tại vì ra tất cả các chính sách là đảng Dân Chủ làm hết. Tất nhiên là xăng dầu, là mấy những cái hãng xăng dầu là sẽ bắt buộc là phải nghe lời đảng Cộng hòa, là sẽ cho cái giá lên cao để cho dân Mỹ bất mãn, xấu đầu sẽ cân bằng lại, quốc hội sẽ bị đảng Cộng hòa sẽ lấy lại chứ, đâu có để cho đảng Dân Chủ mà quản lý như vậy được. Các bạn phải hiểu là gì, luôn luôn là phải cân bằng. Thượng viện các bạn thấy một Thượng viện không, tại sao mà lúc nào cũng 50-50 vậy? Tại sao một cái đảng này nó không 70 đảng kia 30 đi? Không, nước Mỹ là luôn luôn là phải hai bên là phải cân bằng, để chi? Để không có một người nào lạm quyền, không có một người nào lạm quyền mà làm tất cả những gì mình muốn sai quấy được. Đảng Cộng hòa cũng vậy nữa, mà đảng Dân Chủ cũng vậy nữa. Đảng Cộng hòa cũng người ta cũng đi theo cái đường lối có lợi cho người ta thôi. Đảng Dân Chủ cũng vậy, cũng đi theo cái đường lối có lợi cho người ta thôi. Chứ mà người ta đâu có ngu đâu mà người ta đâu có ngu đâu mà để cho mình làm mà thằng khác nó ăn. Hồi xưa giờ là đảng Cộng hòa là chuyên môn về đối ngoại, lo về vấn đề đối ngoại nhiều hơn đảng Dân Chủ. Tại sao? Đảng Cộng hòa phục vụ cho quyền lợi của công ty quốc phòng và dầu hỏa, còn đảng Dân Chủ là phục vụ cho quyền lợi của nội địa nước Mỹ,
là những cái công ty xe hơi, những cái công ty mà gọi là bình dân, mà coi như là ở trong nội địa của nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy á, từ cái ngày mà mọc ra những cái công ty mà high tech á, những cái công ty IT á, là những cái công ty đó nó lại theo đảng Dân Chủ. Cho nên bây giờ á, tại sao mà đảng Dân Chủ lại tham gia đánh ở nước ngoài nhiều hơn đảng Cộng Hòa? Bây giờ từ cái thời ông Obama là cái chính sách của đảng Dân Chủ là thay đổi, là bây giờ can thiệp vô nước ngoài nhiều hơn đảng Cộng Hòa luôn. 4 năm ông Trump làm tổng thống không có đánh nước nào, không gây chiến với nước nào hết, lo cho toàn dân ở nội địa nước Mỹ có tiền thôi, miễn sao làm gì làm, miễn sao nước Mỹ có tiền thôi, lo cho nội địa nước Mỹ. Trong khi bây giờ ông Biden lên, đáng lẽ là ông Biden theo đảng Dân Chủ từ xưa giờ lo cho cái chuyện trong nước Mỹ, mà bây giờ lại đi đo cho cái chuyện nước ngoài nhiều, can dự vô nước ngoài nhiều hơn là nội địa luôn. Các bạn thấy không, nó cái chính sách nó thay đổi. Bây giờ những công ty Facebook, Google này là nó lấy tiền toàn thế giới, chứ không phải là đi những cái công ty như hồi xưa là những công ty cổ điển, là tối ngày cái dầu hỏa, vũ khí, chiến tranh, hoặc là những cái công ty cổ điển như là Coca-Cola ha. Đó là những công ty người ta nói gọi là cổ điển. Còn bây giờ đó là những công ty đời mới là Apple, là Google, Facebook, rồi những cái công ty đó là những cái công ty công nghệ mọc lên, nhưng mà bây giờ là quản coi như là đi khắp thế giới mà thâu tiền khắp thế giới đó. Đó là những cái công ty ủng hộ đảng Dân Chủ. Bây giờ quyền lợi của những cái công ty mà ủng hộ đảng Dân Chủ nó khắp thế giới, cho nên đảng Dân Chủ phải lo chuyện của thế giới. Các bạn thấy không, ta đã nói rồi, các bạn phải nhìn, đừng có bao giờ mà mình cứ nghĩ là lúc nào mình cũng nghĩ là nó cứ y chang vậy. Không có đâu, công nước Mỹ là phải phục vụ theo công ty Mỹ. Nếu mà nước Mỹ này mà không có phục vụ theo công ty Mỹ thì nước Mỹ sẽ không bao giờ có tiền, mà nước chính quyền Mỹ cũng không có tiền làm bất cứ điều gì. Đảng Dân Chủ cũng vậy, đảng Cộng Hòa cũng vậy. Phải những có công ty có tiền, giàu có mới cho tiền, mới vận động lobby, mới cho tiền, mới có tiền tranh cử tổng thống và tất cả các thượng viện, hạ viện. Nếu không có tiền làm sao mà làm được bất cứ cái gì. Cho nên hãy mà nhận tiền của hãng xưởng Mỹ thì phải phục vụ quyền lợi của hãng xưởng Mỹ và dân Mỹ. Ai cho tiền mình thì mình phải phục vụ cho quyền lợi của người đó, đúng không? Chứ đâu có phải lại đâu. Anh Đào Bá Nha nói là anh Tám có nghĩ sắp tới xe điện Tesla sẽ sản xuất hàng loạt để thay thế xe điện chạy xăng dầu nước Mỹ không muốn khai thác, nên Mỹ không muốn khai thác thêm dầu hỏa không anh? Cái chuyện đó nước Mỹ này á, hoặc là thế giới này, ai cũng muốn không có không khí, không có ô nhiễm nữa. Những người nào mà sống mà để ý về vấn đề sức khỏe và vấn đề môi trường thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là trong những năm sau này là cái bầu không khí rất là tệ. Các bạn cứ download vô cái Air Visual của cái app Air Visual để các bạn sẽ thấy cái chất lượng không khí của nơi mình ở. Những cái chỗ mà giống như Tám là California này, bây giờ là ô nhiễm rất là nhiều rồi. Các bạn thấy mỗi một ngày á, đặc biệt là cái vùng Los nè, mà cái chỗ mà Tám đang đậu xe này là ô nhiễm rất là trầm trọng. Ô nhiễm, chỉ số ô nhiễm lên rất là cao. Tại sao? Là hãng xưởng khối xe nè, các bạn thấy mỗi một ngày khối mấy chục triệu chiếc xe nó thải khói, ai chịu đời nổi. Nó bốc lên trên trời, các bạn biết bầu trời là mù mịt như vậy nè. Mà đây là nước Mỹ nè, chứ đừng có nói nước Việt Nam. Nước Việt Nam nó còn khủng khiếp như tới cỡ nào rồi, Trung Quốc nó còn khủng khiếp tới cỡ nào nữa. Thành ra nếu mà cái bầu không khí như vậy mà mình hít vô riết, mình bệnh riết, mình tiêu đời mình luôn à. Bệnh đủ các kiểu, ung thư, ung bú, đời sống rồi xuống đủ thứ hết trơn á. Rồi khí hậu toàn cầu các bạn nhìn đi, cứ năm nay là khác năm trước, năm tới là khác năm nay, coi như là càng ngày càng thê thảm. Mình phải bắt buộc, mình phải chuyển qua cái công nghệ xanh. Từ vấn đề xe cộ tới tất cả những cái gì mà thuộc về năng lượng mà xài là mình phải kiếm cách chuyển đổi. Một là năng lượng mặt trời, mang năng lượng gió hoặc là năng lượng nước, có nghĩa là mình không có xài dầu hỏa nữa. Nếu mà mình xài dầu hỏa hoài như vậy là trái đất là nó tiêu luôn. Nó tiêu luôn. Xài dầu hỏa riết là nó tiêu luôn. Đợi cháu về xem chút xíu.
người ta luôn luôn á kiếm cái cách á, mà càng ngày mà càng hiện đại càng đi lên, chứ không ai mà kiếm cái cách mà càng ngày càng tồi tệ đi xuống á. Không khí dơ thì phải làm cho nó sạch, công nghệ lỗi thời thì càng ngày càng tân tiến đó. Luôn luôn là phải như vậy chứ đâu có thể nào mà ăn rồi xả càng ngày càng nhiều, trừ rác rến là càng ngày càng càng dơ bẩn cho đất, là cái không khí càng ngày càng dơ, thì bắt buộc nước Mỹ và toàn thế giới phải kiếm ra những cái công nghệ mà càng ngày càng đi lên, bằng cách là mình phải thay thế xăng, tiết kiệm xăng, từ từ đi qua hybrid, động cơ hybrid là tiết kiệm xăng nữa, rồi từ từ tiến lên là chạy điện không. Nhưng mà nước Mỹ sẽ không bao giờ có cái chuyện mà toàn bộ xe chạy điện, không bao giờ xảy ra chuyện đó được, không thể nào. Cái đó là cái ý của người ta muốn cho nó càng ngày dân chúng suy nghĩ ra những cái chuyện mà tiết kiệm đó. Rồi chạy từ từ, chạy từ xăng, từ từ biến, từ từ, nhưng mà không thể nào mà chạy điện toàn bộ được, không bao giờ có chuyện đó. Không có một cái đất nước nào mà sản xuất ra hàng tỷ cục pin để mà chạy điện, rồi cái đồ sạc ở đâu mà ra, mà những cái chỗ mà cắm sạc giữa đường mà hàng trăm triệu chỗ, hàng tỷ chỗ, không bao giờ có. Nhưng mà cái ý của người ta muốn như vậy thì cái người dân á, người ta mới đi cái những cái xe mà hybrid với Tesla, người ta sẽ thích rồi, người ta sẽ thấy đỡ ô, đỡ thao xăng, đỡ tốn tiền quá, người ta sẽ chuyển qua. Đặc biệt là những cái thời này, buổi này nè, là giá xăng mắc nè, người ta sẽ nhìn qua xe điện, người ta sẽ nhìn qua xe bus, xe lửa để người ta đi, là người ta không đi xe cá nhân nữa, là nó sẽ tiết kiệm được, coi như là vừa tới tiết kiệm được xăng mà vừa chuyển qua được những cái mà gọi là công nghệ mới, nó rất là tốt. Chứ còn mà nói mà Tesla mà sản xuất ra toàn nước Mỹ đi thì đừng có mơ chuyện nó, không bao giờ có, cho toàn thế giới mà sản xuất luôn cũng không có được nữa. Cho nên công ty Toyota đó là người ta có đầy đủ cái công nghệ mà chuyển qua điện rất là dễ dàng, nhưng người ta vẫn sản xuất công ty đốt trong, tại vì cái này là nó không có chuyển qua lẻ được, nó phải thay đổi cái nhận thức của mọi người từ từ đi chuyển qua thôi. Có những cái người mà người ta già, hoặc là những cái người đó người ta không có hiểu về công nghệ nhiều, người ta không thể nào mà đi xe Tesla. Bây giờ các bạn có đưa xe Tesla cho người ta, ta cũng không biết đi nữa. Người ta không có sử, thậm chí cả cái iPhone đưa mà không có sử dụng được nữa, sao đi xe Tesla. Càng ngày công nghệ mà càng cao như vậy thì người già sử dụng không được. Người già là chỉ có đi xe xăng, tới ngày đổ xăng đi vậy đó. Thậm chí hybrid là còn không biết là cái quái gì để đi nữa. Nhưng mà những cái người trẻ sau này là các bạn sẽ thấy là chuyên môn là khoái xe Tesla, là tại người ta biết về công nghệ, người ta rành công nghệ, người ta khoái xe Tesla. Nhưng bây giờ đưa hết xe Tesla đi, ai mà đi được, không phải ai cũng biết đi đâu. Đó, đó là như vậy. À, có bạn Trọng Hào tiết kiệm, nói là tiết kiệm con mẹ nó, ủng hộ Biden đi, rồi giờ sống ở Mỹ mà phải tiết kiệm xăng, mặt nó dày như cái rồi tóc không mọc được, rất là tào lao rất là vớ vẩn. Bây giờ bạn thích không, bạn Trọng Hào thích không, bấm chữ lên đi, nói chuyện với mình đi, mình cho lên nói chuyện với mình. Có giỏi thì lên nói chuyện với mình, chứ đừng có ngồi dưới đó nói tào lao hắc xí. Tào lao hắc xí là tự nhận thức không biết, kiến thức yếu kém. Cho nên thí dụ như mình không thích ai rồi mình chửi người đó, rồi mình cứ nói chuyện ba xàm ba láp. Rốt cuộc sao? Giờ mình ghét người ta rồi người ta cũng lên làm tổng thống, rồi ba tổng thống rồi quốc hội người ta quản lý hết trơn. Rồi mình ngồi đó mình chửi giá xăng có xuống không? Quyền thì người ta nắm, xăng có xuống không? Hay là chửi cho sướng cái mỏ rồi không làm được cái gì người ta? Cái vấn đề không phải là như vậy. Ta đã nói rồi, cái việc gì á, mình phải sáng con mắt, mình phải đứng ở giữa, mình coi cái vấn đề người ta làm như thế nào, bên nào làm cái gì tốt, bên nào làm cái gì xấu. Mình không có cuồng ai, mình không cuồng Biden, mà mình cũng không có cuồng ông Trump. Mình phải coi những cái gì mà nhược điểm và ưu điểm của họ. Chứ không phải là chứ không phải là ghét ai, thù ai, rồi là bây giờ người ta tốt cũng nói xấu, người ta nói xấu mình cũng nói tốt. Cái đó không có được. Con người mình không có nói mà thay đổi trắng thay đen được. Cái điều đó là tao không bao giờ mà thích. Mình làm cái gì á, mình cũng phải á, mình phải cái gì nó cũng có cái tốt và có cái xấu trong đó. Đó bây giờ thí dụ các bạn thấy không, nó có cái tốt là gì? Có cái tốt là thí dụ như tao nói là những cái gì mà tao nói là như vậy đó. Từ vấn đề chính trị cho tới vấn đề kinh tế. Chứ ông Biden ông ngu hả? Ông ngu đến cái độ mà tự nhiên ông bảo vệ cái ghế ông với lại đảng Dân Chủ bằng cách để cho giá dầu tăng cao á. Các bạn nghĩ coi, ai mà không thích trên đời này, không thích giá dầu mà xuống thấp để cho dân nó ủng hộ mình.
Bây giờ giá dầu lên cao, Biden chạy cuốn đít ổng nữa, hôm nay giá dầu vẫn còn cao đó. Ổng đâu có cái quyền gì mà điều khiển coi như là giá dầu lên cao xuống thấp bằng cái bàn tay của ổng đâu. Bây giờ nếu mà ổng mà kẹt quá rồi, ổng sẽ dùng cái quyền lực tổng thống của ổng, ổng xen vô cái chuyện là ổng sẽ điều tra những công ty dầu để cho những công ty dầu đó nó ớn, nó co cái dòi nó lại thôi. Chứ thật là ổng đâu có cái quyền là hôm nay giá dầu nhiêu, ngày mai giá dầu nhiêu đâu. Cái gì cũng vậy đó, nói với các bạn là cái gì nó cũng đều có cái này có cái kia, giống như Tám đã trình bày cho các bạn rồi. Nước Mỹ này không phải tổng thống khùng điên gì mà ngu để giá dầu lên cao mất phiếu. Vài bữa các bạn coi vài tháng nữa là mất phiếu à. Thì mất phiếu thì tốt thôi. Mất phiếu thì tốt thôi để cho nước Mỹ cân bằng quyền lực chứ để ông thôi đảng Dân Chủ nắm hết đâu có được. Thấy không? Tám đã nói các bạn là ngay cả bây giờ quốc hội như vậy thì vài tháng nữa thì quốc hội là coi như là đảng Cộng Hòa thắng rồi, quốc hội sẽ cân bằng quyền lực với tổng thống thôi. Chứ có cái gì đâu, nước Mỹ là nó phải bắt buộc như vậy mà. Vài bữa giá xăng dầu mà cao và dân chúng bất mãn là tự động là bay ghế. Đã phải biết cách chứ. Đó, bạn giỏi bạn lên bạn nói chuyện với bạn Trọng Hào nè, bấm lên đi, Tám mời lên nói chuyện với Tám nè, lên đi, đừng có nói chuyện ngang chám. Cháu ưa cái loại người nói chuyện ngang ngược, nói chuyện phải có lý, nói cái miệng mở ra là phải có lý chứ không phải nói mà tạt vô mặt người ta mà không có lý. Người ta nói mình ngu mình dốt, mình chửi không là mình ngu mình dốt, mình không có hiểu. Mình phải sáng con mắt ra, mình phải đứng ở trên, mình sẽ nhận biết được mọi sự việc. Chứ không phải là không thích ai chửi đổng. Bên thì không thích ông Trump thì chửi, bất kể cái gì cũng mở miệng ra là chửi. Bên thì không thích ông Biden, mở miệng ra bất cứ gì cũng chửi. Tam đã nói rồi, cái ông Biden ổng có cái chuyện tốt và có cái chuyện xấu, ông Trump cũng có chuyện tốt và có những chuyện xấu. Nhân vô thập toàn, người ta phải phục vụ cho quyền lợi của cái đảng của người ta thôi. Ai cũng vậy chứ, người xấu làm sao mà ai bầu lên? Nào ngu đần gì mà đầu ai mà ngu đần gì mà bầu cho đảng Dân Chủ, mà ai mà ngu đần gì mà bầu cho đảng Cộng Hòa? Người ta có lý do của người ta hết. Ok, ông Trump ông làm tốt cho những cái thành phần người đó thì người ta thích ông Trump, người ta bầu cho ông Trump, tại vì ông Trump làm cái chuyện nó tốt cho người ta. Tiền bạc vô túi người ta là công ăn việc làm có nè, thế này thế kia có, người ta thấy ông Trump làm lợi cho người ta bầu. Còn ông Biden có một cái số người đó, ông Biden làm lợi cho họ, người ta bầu cho họ. Cho nên được, bạn đừng có nói là cái người bầu cho ông Biden là cái người thế này thế kia, hoặc là cái người ở bên ông Biden chửi cái người bên ông Trump thế này thế kia, là cái đó tầm bậy. Cái đó là cái sự hiểu rất là ít. Các bạn phải nên nhớ như vậy, đã nói là cái quốc hội là cái thượng viện người ta là 50-50 rồi. Tại sao nó 50-50 vậy? Hả? Vậy không lẽ 50 người này là người ngu mà 50 người này là người khôn hả? Các bạn chỉ nhìn vô đó đi. Luôn luôn là tổng thống sẽ thay đổi, hết ông Cộng Hòa lên rồi sẽ tới ông Dân Chủ lên. Các bạn cứ tin mình đi, không cần biết. Cứ hết ông Cộng Hòa tới là tới ông Dân Chủ lên. Ta nói là cân bằng mà. Thượng viện là phải cân bằng, không bao giờ thượng viện Mỹ mà có cái tình trạng mà một bên 60, một bên 40 hoặc là một bên 70, một bên 30, không có cái chuyện ở đâu. Không bao giờ có cái chuyện ở đâu, phải cân bằng quyền lực. Nếu mà quyền lực không cân bằng là không ai sống nổi. Người ta phải đặt ra cái tiêu chuẩn là phải cân bằng. Bên này nói phải có bên kia nói. Bên này làm không đúng phải có bên kia người ta phản đối, người ta không có thông qua những cái luật đó. Thí dụ bây giờ đảng Dân Chủ làm cái chuyện tầm bậy, bây giờ đưa ra quốc hội đặng hoàng người ta không cho đâu làm được cái gì đâu. 50-50 trên đó làm được cái gì? Thí dụ như kiểm soát súng nè, thí dụ như viện trợ cho Ukraine để đánh Nga nè. Bây giờ ông Biden mà muốn ủng hộ mấy chục tỷ cho Ukraine để đánh với thằng Nga, mà bây giờ quốc hội Mỹ đảng Cộng Hòa 50-50 trong đó, hoặc là ở dưới hạ viện mà không thông qua đi nữa, tiện cái đâu mà đưa. Thấy chưa? Tại sao bây giờ mình nói biết bao nhiêu người chửi đó, tại sao mà nước Mỹ này không có tiền xài mà đi viện trợ cho Ukraine mấy chục tỷ? Ủa? Bây giờ các bạn chửi ông Biden làm gì? Chửi đảng Cộng Hòa kìa. Tại sao đảng Cộng Hòa ngu đần độ mà bao nhiêu ông nghị sĩ thông minh thông thái gì mà ủng hộ Biden đánh thằng Nga, đưa cho Ukraine một
đóng tiền, thậm chí là xúi ông Biden là còn đánh nhiều hơn nữa, cho tiền Ukraine nhiều hơn nữa, rồi tham gia chiến tranh nhiều hơn nữa. Ủa sao ông chửi đi, xong qua đó bên để ông Hòa chửi, đưa cái mỏ qua đó chửi, cứ ngay ông Biden chửi chửi cho cố. Cái đó các bạn, cái đó là cái chuyện mình thiếu hiểu biết, và mình phải coi cái vấn đề nó như thế nào. Cái ông thích là cái chửi ầm 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 mà không có nhìn cái vấn đề như sự thật nó là cái gì. Phải nhìn tại sao mà Mỹ lấy tiền mà viện trợ mà Ukraine mà đánh ha thằng Nga như vậy. Bao nhiêu thượng nghị sĩ và hạ viện Mỹ người ta ngu hả, để cho mình nói chuyện trên trời. Mình giỏi quá vô làm thượng nghị sĩ hay nghị sĩ tổng thống luôn đi, giỏi quá mà. Mình đặt tên ông đó ông Biden mà, ông bí đần mà, nó đần độn, nó ngu quá mà lên làm tổng thống. Đần độn mà 30 tuổi làm thượng nghị sĩ tới bây giờ làm được tổng thống. Đần cỡ đó thì nước Mỹ này cũng cần rất là nhiều thằng đần. Nói chuyện các bạn nói như vậy, các bạn làm vậy có khác nào các bạn chửi hàng bao nhiêu chục triệu người bầu cho người ta. Vậy mấy người đó người đần hả? Hay là những người đó là bao nhiêu triệu người thông minh, thông thái trong đó? Đừng bao giờ mình nói như vậy. Tổng thống Mỹ mà kêu bằng bi đần. Các bạn giỏi không? Giỏi lên làm được cái gì đâu, nói nghe coi. Giỏi quá. Hay là chỉ có giỏi cái không thích là chửi mạt sát, đào mồ cuốc mã lên chửi. Cái đó không có đúng. Cái đó nó không có đúng theo cái tinh thần dân chủ của nước Mỹ truyền cho thế giới. Tinh thần của nước Mỹ truyền cho thế giới là gì? Là tự do dân chủ, là mình tất cả mọi người đều có cái ý kiến trái chiều, nhưng mà không có cái kiểu mà như vậy. Cái đó là dân chủ, gọi là ông Bush, ông nói dân chủ chuối á. Các bạn biết dân chủ chuối không? Những cái nước mà nghèo nàn lạc hậu mà bắt đầu đi học dân chủ á, nó gọi là dân chủ chuối á. Những cái nước mà bán chuối mà để sống giống Việt Nam nè, những cái nước mà gọi là những nước nghèo khó mà ha, bây giờ dùng gọi là bắt đầu mới biết dân chủ là gì á. Người ta cho dân chủ lên cái một, bắt đầu là không ai ưa ai, là đào một cuốc mã chửi, là đặt tên bí đần đủ trò đủ chuyện cái gì á. Dân chủ chuối kiểu đó chừng nào mới thành dân chủ thiệt. Dân chủ thiệt người ta văn minh, người ta khi mà bầu cử rồi là mình phải chấp nhận mình thua, mình biết người ta trái ý với mình, nhưng mà mình không có thù ghét người ta. Cái đó là tại vì người ta quyền lợi của người ta thôi. Quyền lợi của người ta cái đó là người ta bầu cái đó, người ta nhiều hơn mình, ta thắng mình là chuyện bình thường. Hoặc là mình bầu cho cái người đó, người mình thắng cái người đó là chuyện bình thường. Mình bầu cho Đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa thắng dân chủ là chuyện bình thường. Chứ không phải mình thích Đảng Cộng Hòa là mình chửi dân chủ như súc vật, hoặc là bên dân chủ chửi bên Cộng Hòa như súc vật. Vậy thì cái đất nước nó tan rồi, làm sao mà nó sống được, tào lao rồi. Nó như vậy nó không có đúng. Dân chủ chuối là gì đó, là vậy á. Không ưng sao mà lên bắt đầu biểu tình là muốn lật đổ chế độ rồi, là muốn đập quốc hội rồi, là muốn thay đổi bầu cử rồi, bầu cho đã rồi cái lên rồi cái bầu kêu gian kêu lợn, rồi bắt đầu muốn lật ngược kết quả, rồi muốn bạo loạn rồi, được cái gì? Rốt cuộc làm gì? Vô mẹ vô tù hết, nói cho cố, rồi ảnh hưởng đủ thứ á, nó kích động rồi lên thành cực đoan rồi thành tào lao, đâu có dân chủ gì đâu. Đã bầu cử là ở nước Mỹ, bầu cử là đã hai đảng, người ta đã đếm phiếu có mặt của hai đảng để kiểm tra rồi. Mà cứ như vậy, cái gì mà không dựa theo ý của mình, bắt đầu lồng lộn lên, bắt đầu là đòi lật thế này thế kia, rồi bạo loạn, nó dân chủ chuối. Thấy không? Mấy trăm năm nay người ta bầu cử đâu đó êm xuôi, có chuyện gì đâu. Ngay cả hồi xưa mà ông Al Gore thắng ông Bush 500.000 phiếu, rốt cuộc cũng bắt tay, ok chúc mừng ông kia đậu tổng thống. Có cái vấn đề gì phiền phức xảy ra đâu. Bây giờ có kiểm lại nó cũng thua bao nhiêu lần rồi. Ông Al Gore nè kiểm lại cũng thua ông Bush nè, rồi á bà Hillary nè kiểm cho cố cũng thua nè. Thắng đâu? Bên đảng dân chủ đang nắm quyền ầm ầm vậy, mẹ ông Trump mẹ vô danh chịu tốt lên cái thắng trắng cử, bên đảng dân chủ nó bật ngửa ra. Không ngờ là dân Mỹ bầu cho ông Trump mà kiểm phiếu tới kiểm lui, rốt cuộc kiểm càng thua. Rồi bây giờ ông Trump cũng vậy thôi, cứ nghĩ là thắng 100%, rồi bây giờ thua, rồi bây giờ kiểm phiếu kiểm càng thua, mà cứ chửi người ta được thế này kia lộn lộn làm cái gì. Mà cái tương lai sống là ngày mai, chứ không phải là mình lật ngược là nắm bao nhiêu ngày trước năm trước đâu mà sống đâu, mà cứ chửi hoài. Chửi nó cũng còn nằm đó chứ, nó có thay đổi được cái gì đâu. Mình phải hiểu sự thật nó nằm ở chỗ nào. Mình không ưa dễ thôi, hai năm nữa bầu cử tổng thống hay là sắp sửa tới nè, rút phế đảng dân chủ đi bằng lá phiếu.
cái đó gọi là dân chủ, bằng lá phiếu chứ không phải là trước phế bằng cái miệng. Cái miệng không làm được cái giống gì hết trơn á, không có làm được cái gì hết trơn á. Ai sợ tiền xăng lên, sợ là tám nè, mấy năm nay tám tiền xăng lên tám tỉnh bơ à. Tại sao vậy? Tại vì tám đổ xăng á, tám không có đổ cái loại xăng thường mà tám đổ cái loại xăng E85. Tám đã nói từ mấy năm trước rồi mà không ai chịu nghe tám thì thôi. Cái loại xăng mà E85 á là nó là gọi là xăng sinh học. Nó gồm có 85% á là ethanol và 15% là xăng thường, nó pha với nhau. Các bạn biết bây giờ á, ngoài á là cái trạm xăng á mà giá rẻ nhất hiện bây giờ á là 6 đồng một gallon. Mà trong khi 8 đổ xăng sinh học á là E85 á là 3 đồng 79 một gallon, 3 đồng 80. Coi như mỗi một gallon xăng á 8 tiết kiệm được ít nhất 2 đô la. Mỗi một bình xăng mà 8 chạy mà 8 bơm đầy á là 8 tiết kiệm ít nhất là 40 đô la một lần. Cho nên ai la 8 đâu có bao giờ sợ đâu. Xăng 8 vẫn đổ rất là rẻ, 8 đi. Ai muốn lên đâu lên, 8 vẫn đổ rẻ. Tại sao? Tại vì xăng sinh học á là nước Mỹ người ta làm. Nước Mỹ người ta làm, người nông dân người ta trồng bắp, người ta trồng củ mì để người ta làm ra cái xăng sinh học. Thì mình đổ xăng sinh học đi là mình ủng hộ cho người nông dân của Mỹ, và mình tiết kiệm chi phí cho mình rất là nhiều, và nó làm nó lại ít gây ô nhiễm môi trường nữa. Các bạn biết là xăng sinh học là nó không có gây ô nhiễm môi trường, rất là ít, nó không có nhiều. Tự nó đốt cái không khí mà nó đốt lên giống như cái cồn á, nó đốt. Xăng sinh học á các bạn biết á là khi mà người ta thử nghiệm á là cái tia lửa mà nó lên á là nó màu xanh da trời. Còn cái xăng mà dầu của mình xài nó lên cái ngọn lửa màu vàng, nó rất là ô nhiễm và nó làm cho cái máy của mình mau hư nữa. Nó vừa nóng máy hơn nè, nó vừa làm cho đen máy nè, nó vừa làm cho không khí dơ nè, mà vừa mất tiền nữa. Thì hỏi các bạn tại sao mà mình lại xài cái xăng thường, nó vừa tốn tiền, nó vừa hư xe, mà nó vừa ha đủ thứ chuyện hết đó, ô nhiễm. Tại sao người ta bán xăng sinh học cho mình tốt như vậy, rẻ như vậy mà mình không biết xài? Cái đó do sự hiểu biết của mình không chịu đổ thôi. Mày lo chửi lo mắng không, không có lo nhìn cách làm sao để tiết kiệm tiền. Mấy năm nay tám đổ xăng, tám nguyên một cái thùng xăng tám đổ đầy nhấp 20 gallon, chưa tới 80 đồng bạc, có 70 mấy đồng. Trong khi bây giờ những người khác đổ xăng như tám là hạ 120 đô rồi. Tại sao không có để ý những chuyện đó mà làm? Rồi cái lúc mà giá xăng mà hạ xuống, thậm chí xăng sinh học có 2 đô la 1 gallon mà. Đâu có mắc đâu. Các bạn, tất cả những người tiểu bang khác xăng sinh học còn rẻ hơn Cali nữa. Cali là 3 đồng 7,19 đó. Còn những cái tiểu bang khác coi còn rẻ dữ nữa. Tại sao không đổ mà cứ ngồi lo chửi hoài? Ngộ vậy. Những cái nước khác người ta không biết. Nhưng mà nước Mỹ này là 8 đổ xăng E85 mấy năm trời nay rồi. Các bạn thấy không? Nó lên, xăng sinh học đâu có lên đâu. Xăng sinh học rẻ ì à, chạy rất là tốt. Máy thì mát, xăng mà thả khói ra thì nó không có khói, nó im ru, nó sướng thấy mồ luôn à. Chạy phone mà hả rẻ đến nỗi bây giờ xăng mắc đến nỗi mà những người dân ở bên châu Âu, người ta nổi khùng lên, người ta còn lấy dầu ăn người ta đổ vô người ta chạy nữa. Người ta còn lấy dầu ăn người ta đổ vô chạy luôn để cho đỡ tốn tiền. Các bạn biết xăng dầu bắp, dầu của mì vừa rẻ, thơm ngon bổ rẻ, người ta chế ra những cái công nghệ cao để cho mình xài mà mình không chịu xài. Các bạn thử đổ đi rồi các bạn biết à, các bạn thích liền à. Đi ra cây xăng Chevron á, ở gần nhà tám là cái cây xăng Chevron á, là nó bán gọi là xăng E85 ethanol đó, xăng ethanol E85 thơm ngon bổ dưỡng rẻ, sướng gần chết luôn. Đổ đi một cái đi là biết, đổ khoái rồi mốt đổ hoài. Ở nhà tám á, 3 chiếc xe là đổ ethanol hết, đổ xăng E85 hết, chiếc nào như chiếc đó, chấp cho giá xăng lên cao cỡ nào tám tỉnh bơ chẳng sao, không có chết chóc ma nào đó tám. Mà mình đã đổ xăng đó, mình lại càng giúp cho cái người nông dân bán được hàng hóa nông sản nữa.
rất là tốt. Ở bên Việt Nam mà xăng xăng E5 mà sản xuất công nghệ tàu lao gì đâu mà ha, đổ vô mà xe chạy cà chục cà chặt, bỏ vô toàn là xăng giả xăng dối, trong khi bên Mỹ này là xe xăng E85 luôn, sử dụng 85% sinh học luôn mà xe chạy phon phon. Ai ở gần nhà Tám đi nói, mà nói cho Tám đi, Tám chỉ vào những cái chỗ đổ xăng E85, nó có những cái cột mà đổ xăng E85 á, ở ngoài đường Bô Sa nè, có nè, ở ngay đường Bô Sa là ngay chỗ đường Bô Sa với New Hope á, có cây xăng Chevron á, nó bán xăng E85 đó, tới mà đổ đi rồi ghiền. Không có chịu, không có chịu học hỏi kỹ thuật mới mà cứ lo chửi bới không. Vậy đó, bộ đời á, có cách của người ta. Rồi những cái xe mà chạy hybrid đó, các bạn thấy không, người ta chạy 10 lít xăng, xe hybrid chạy còn có 5 lít chứ nhiều. Chạy còn có 5 lít chứ nhiều, rẻ èo mà tiết kiệm xăng. Rồi những cái người chạy điện ảnh hưởng gì tới cộng đồng? Còn mình xài mà lại xài xe lại xăng thường không thì mình phải biết cách đó. Giống như xe 8 đang chạy xăng thường không nè, thì phải biết cách làm sao mà mình đi kiếm cái cách gì đó để cho mình tiết kiệm chứ, không bằng cách này bằng cách khác chứ. Giá xăng dầu nó không có vĩnh viễn đâu, nó không có vĩnh viễn, nó không có lâu đâu, nó phải xuống các bạn coi. Nhắm nhắm con mắt lại tao cũng biết phải có, nó phải xuống, nó không tồn tại được như vậy nữa. Làm như vậy ở đó hoài là chính quyền là sẽ bay ghế liền, mất phiếu hàng loạt. Các bạn muốn nói chuyện gì nữa không? Các bạn comment vô đi. Không có, Tám ngừng livestream. Tám là có tinh thần tự do dân chủ lắm. Tám luôn luôn là cổ suý tự do dân chủ. Tám sống thì Tám muốn là cổ suý cái tự do dân chủ cho cái đất nước Việt Nam của mình. Cái đất nước độc tài cộng sản, nó không có cho người ta nói, nó không có cho ý kiến trái chiều. Ai nói mà ngược với nó là nó nhốt vô tù. Còn mình bên Mỹ là mình phải cổ suý cho người Việt Nam là có cái tinh thần đó, và mình đi theo cái Tây Phương là coi như là cổ suý cái tinh thần tự do dân chủ cho toàn thế giới, cho những người nào mà bị áp bức, những người nào mà không có cái tự do chính kiến, biểu lộ chính kiến, mình phải truyền cho người ta những cái gì tốt hay xấu gì, mình cứ bày tỏ cái ý kiến của mình một cách gọi là ôn hòa, chứ không phải là bạo động, không phải là cực đoan, không phải là thế này kia. Một khi mà mình đã có cái đầu óc cực đoan hoặc là bạo động là mình không giải quyết được bất cứ cái vấn đề gì, bảo đảm với các bạn luôn, từ Á qua Âu, từ Mỹ qua tới Âu. Mình không thích người ta là mình cứ đốt phá, rồi mình cứ biểu tình, mình cứ là lật đổ, làm ăn cái gì. Trên đời này luôn luôn có người ta thích cái này, luôn luôn có người ta thích cái kia. Nhưng mình phải tôn trọng cái tự do dân chủ, là khi đã bầu xong rồi, tự do dân chủ rồi là mình phải chấp nhận cái đó để mình sống tiếp tục. Chứ không phải là mình ha, mình thù, mình ghét, mình cực đoan rồi là mình đạp bỏ cái chế độ đó hoặc là cái chính quyền đó. Không phải như vậy đâu. Nếu như vậy thành ra là rối loạn, không bao giờ có một cái chính quyền nào ở được một cái chỗ. Các bạn thấy những cái nước bắt đầu học tự do dân chủ không? Vừa lên một cái một lão đầu xóa xuống, giống như các bạn nhìn thấy bên Thái Lan không? Tại sao bây giờ đảo chính luôn, chính quyền quân sự nắm chính quyền luôn? Tại sao cứ bên áo đỏ với bên áo xanh phân nửa này phân nửa kia, thằng này vừa bầu lên cái một là vừa lên thủ tướng cái một là thằng kia nó muốn trước rồi, nó biểu tình suốt ngày suốt đêm, nó đập phá đốt, nó không chịu thằng đó làm thủ tướng tổng thống là nó muốn cho xuống. Rồi cái thằng này vừa xuống xong thằng kia lên thì thằng bên kia nó lại ghét, nó lại đòi đập cho này xuống, thì đất nước sẽ không bao giờ một ngày nào bình yên. Tự do dân chủ phải hiểu biết làm sao, biết cái chỗ ngưng chứ, đâu có phải là không vừa ý mình rồi là mình làm cho bằng mọi cách. Bằng mọi cách mình kéo đầu nó xuống cái tầm bậy vậy. Vậy tự do dân chủ cái gì? Nếu mà như vậy thì thằng cộng sản nó sẽ nói thôi, chính quyền của nó độc tài còn sướng hơn, để cho đất nước được bình yên. Thằng nào mà vừa biểu tình cái một nó chợp đầu bỏ vô tù, rồi xong đất nước bình yên à. Trời ơi trời,
đó, tự do dân chủ cái kiểu này đâu có được đâu, rối loạn à. Không phải, muốn muốn tự do dân chủ là đất nước đó phải, nó có phải một cái ý thức giáo dục cao. Còn có những cái đất nước mà giáo dục mà thấp á, dân trí còn dở còn thấp á, là không có làm tự do dân chủ được đâu. Mẹ ơi, vừa cho một cái giống như vậy đó là mẹ rối loạn là banh xác à, đốt phá đập phá liên tục, không có được. Không có được, nó cái gì nó không phải có cái mức độ của nó. Nó không có thể nào mà cứ cứ ghim ghim vô như vậy mà hoài được. Riết rồi cái đốt ở dưới thành phố, xong rồi đốt lên tiểu bang, xong rồi đốt lên liên bang, đốt luôn cả 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 quốc hội thì thấy mẹ rồi. Dân chủ cái kiểu gì á trời, ví dụ vậy đâu có được đâu. Rồi lúc đó người ta làm mạnh rồi, lúc đó nó trở về mẹ, nó chế độ độc tài rồi là xong luôn, coi như cùi. Độc tài cũng không được, cộng sản cũng không được, thì dân chủ cũng không xong nữa, thì giờ làm cái gì bây giờ? Từ giờ vô rừng ở như hồi xưa thôi chứ sao giờ? Cái gì mình cũng không chấp nhận hết, rồi làm cái gì? Các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy thằng cộng sản Việt Nam không? Nó tất cả những người livestream chửi bới chế độ, bây giờ mẹ nó kiếm cách nó bỏ tù mẹ nó hết rồi. Rồi bây giờ mình là đất nước dẫn đầu thế giới về vấn đề tự do dân chủ, đi truyền bá dân chủ khắp thế giới, tưởng bây giờ mình nhìn lại mình không giống ma nào hết trơn. Trái ý mà là mình đập phá rồi, rồi bây giờ thằng cộng sản nó đó nhìn nó dân chủ đó, theo nó làm cái quái gì, đất nước nát như tương. Giờ mình truyền cho ai, mình xúi ai, mình khuyên ai? Bản thân mình không ra cái giống ôm gì, mình đi khuyên ai bây giờ? Thấy không? Đất nước mình phải tự hào, mình phải tự hào mà đất nước mình văn minh, tự do, tốt đẹp, mình đi truyền cho người ta chứ. Bản thân mình không ra cái giống ôm gì hết trơn, không luật, không pháp gì hết trơn, đi truyền cho ai bây giờ? Mở miệng truyền cho ai? Truyền cái gì tốt cho ai đây? Hơi động gì tới chút xíu là chửi cha, mắng mẹ, móc mồ, móc mã lên, chửi bới khắp thế gian. Vậy đó, mày là truyền bá cho người ta, truyền cái gì, truyền ở đâu? Bạn thấy không, bản thân mình thúi rùm, truyền cho ai? Mình phải học được những cái tốt của xứ văn minh rồi mình mới ấy chứ. Bạn Đào Bá Nha nói là ở Việt Nam đang mở chiến dịch thanh trừng các quan chức tham nhũng vụ Việt Á, còn ở Mỹ sao chưa thấy lôi các quan ra xử hết vậy anh Tám? Dạ xin hỏi anh, thì bây giờ những quan chức nào, những quan chức nào ở bên Mỹ có tội mà chưa lôi ra xử, thì các anh cứ cho Tám cái ví dụ đi. Tám rất là cảm ơn anh về vấn đề đó. Thì đúng đó, đó câu hỏi của anh rất là đúng chính xác á. Thì bây giờ hiện bây giờ là những người nào, những người mà bị các quan chức nào mà phải cần lôi ra xử đó, thì cho Tám biết đại khái là những cái vụ nào, những cái chỗ nào lôi ra xử, thì Tám sẽ có cái lời trả lời cho anh thôi. Tám đã nói với anh rồi, là chắc chắn với anh là Tám sẽ không bao giờ bên người nào mà không bao giờ mà nói cái điều gì mà không đúng mà Tám nói thành đúng, không bao giờ có chuyện đó. Nhân vô thập toàn, chắc chắn là cái người đảng nào cũng có vấn đề của đảng đó, có vấn đề phải cần sửa đổi. Đảng Dân Chủ có hàng đống thứ cần sửa đổi, chứ không phải là không có. Thì anh cứ ví dụ cho Tám nghe là người nào đi. Còn ở Việt Nam mình thì đảng độc tài toàn trị rồi, thì coi như nó thú quắc rồi, nó coi như là nó độc tài rồi, nó muốn làm cha làm mẹ, nó muốn làm cái trò gì nó làm, thành ra nó sẽ xảy ra những cái vụ giống như Việt Á là hàng cơm bữa thôi. Đó là một thằng thôi, chứ còn bây giờ mà lôi ra nó một ngàn mấy trăm thằng như vậy, càng hàng bao nhiêu ngàn thằng như vậy, tự vì nó là độc tài đảng trị mà tất cả các công ty đều là do nó bổ nhiệm người, tất cả là đảng quản lý hết, thì chỗ nào cũng thúi hết á. Chỗ nào có đảng quản lý và chỗ đó sẽ thành chỗ thúi. Tại vì cái đồng lương không thể nào sống được. Báo đăng lên ngày hôm nay rõ ràng là mẹ người ta đi làm ở trong y tế mà ở tại Sài Gòn quận 1 mà phát cho người ta 4 triệu 9 một tháng, có hơn 200 đô một tháng, sống bằng cục cức gì. Nếu mà không có sống được thì làm sao mà không có tham nhũng, không đục khoét. Không mà đồng lương sống bằng cái gì? 5 triệu bạc đó. Rồi bác sĩ nhiêu? Bác sĩ bây giờ mẹ đi mỗi ngày là đối diện con virus là vô hình là chết không,
nhân viên y tế như vậy, tăng lẽ không tăng lương như người ta lên một tháng á, hạng bét là 20 triệu, để mà người ta còn có quả mang, người ta sống nổi, để người ta sống, để hy sinh thân thể người ta cứu người khác. Mẹ đồng lương thì chết đói, độc tài đảng trị thì ăn bạc triệu đô, còn dân thì mẹ chết đói, ăn cướp hàng ngày như vậy. Sống với một cái chế độ như vậy, nếu mà mình mà cứ theo cái mức sống mà theo mức lương đó thì chết mẹ hết cả đám. Đừng có nói Việt Á vậy, nguyên một cái đất nước Việt Nam giờ khui ra chỗ nào chỗ đó thu quắc, mà không có thể nào mà nói bên nước Mỹ này mà trong sạch hết được. Nó phải có những cái vấn đề, nhiều cái vấn đề trong đó, nhưng mà người ta sống được thì người ta vẫn sống. Không có thế nào mà chứ đâu phải là trên thiên đàng đâu, ở đây trên mặt đất chứ không phải trên thiên đàng, mà cũng không phải là dưới địa ngục nữa. Nó phải có những cái vấn đề gì, nhiều cái vấn đề trong đó, có cái được cái tốt và có những cái xấu. Nhưng mà người ta phải, cái chính quyền người ta phải làm sao cho dân người ta sống được với mức lương đó, có việc làm đó, và người dân người ta ổn định. Mức lương tối thiểu, tại sao người ta quy định mức lương tối thiểu đi chi, đã đi làm đã sống được, không có ai chết đói hết. Không có ai chết đói hết. Đó là cái vấn đề đó, là như vậy đó các bạn. Chứ không phải là ai đâu. Làm gì có tới giờ Tám phải đi rồi. Tám phải chạy xe đi, có thể Tám vừa chạy vừa nói chuyện với bạn chút. Để em thôi, Tám bị trễ giờ. Thành ra là cái chính quyền nào cũng vậy đó. Có chỗ tốt, chỗ xấu, phải thần tiên đâu, phải thay đổi. Đảng Dân Chủ làm những cái điều gì sai quấy dân, bắt đầu kêu tha rồi không được rồi là phải thay đổi, không có thay đổi là bay ghế vậy thôi à. Bảo đảm luôn, vài bữa là bay ghế, làm dở thì bay ghế, không đem tiền đem bạc cho người dân, thị trường chứng khoán xuống, xăng dầu lên, rồi tiền dân bị mất thì bay ghế thôi, đơn giản quá mà. Không cần ai xúi đâu. Dân Mỹ là vô địch về cái vấn đề đó, vô địch về cái vấn đề mà gọi là lẹ làng, thay đổi một cách mau chóng lẹ làng luôn. Dân Mỹ lẹ lắm. Dân Mỹ đừng có nói mà tình nghĩa con khỉ gì. Bạn làm vợ quá, bạn làm tôi mất tiền, là bạn lên đường về quê ngoại liền. Không nói nhiều đâu, các bạn coi nè, vài tháng nữa Đảng Dân Chủ mất ghế ào ào luôn. Ngay cả đảng người trong Đảng Dân Chủ người ta cũng nói như vậy mà. Bảo đảm chiến này là bay ghế rồi. Nước Mỹ phải cân bằng rồi thôi. Làm cái gì mà quá là không có được. Lấy được tổng thống, lấy được quốc hội hết rồi, thì bây giờ mà làm ăn không xong nữa thì người ta nhìn vô thấy quản trị dở quá, ăn lương của người dân mà quản trị dở quá thì bay thôi, bay liền thôi. Tám nhắm con mắt lại, Tám cũng biết đó, không cần Tám, không có cần mà cuồng nhiệt, không cần mà cực đoan, khỏi. Dân Mỹ đa số là bảo đảm là cho lên đường, bảo đảm luôn, tự động mà lên đường à. Ở đó mà ngồi đó mà quản lý chính quyền mà dở, mà làm mất tiền của dân hả, xin lỗi đi. Thị trường chứng khoán mà xuống là toàn dân Mỹ nổi điên lên rồi. Mất mẹ ghế, cần gì, khỏi cần chửi bới, không có mất ghế đâu, bảo đảm các bạn luôn. Tự động bay ghế à. Lúc đó Đảng Cộng Hòa lên thì sao, thì tự động xăng dầu đi xuống, những công ty xăng dầu nó thích Đảng Cộng Hòa, nó cho giá xuống ào ào. Giá xuống ào ào thì kinh tế lên, xăng dầu rẻ kinh tế lên. Rồi thế này thế kia, rồi quyền lợi không á các bạn. Trời ơi, hiểu cái chuyện nó đi là đừng có lo lắng gì đó. Vài bữa bay bây giờ nè, vài bữa bay hết. Quốc hội bay rồi, quốc hội là hạ viện bay, là thượng viện bay luôn. Đảng Dân Chủ không có nắm được đâu. Làm kinh tế mà để mọi thứ mà như vậy làm sao mà nắm được. Còn cái chuyện mà nói thật với các bạn nha, mà bây giờ yêu mến ông Trump cỡ nào thì yêu mến, nhưng mà các bạn phải hiểu được một chuyện là ông Trump sẽ không bao giờ, nhớ lời Tám nói là không bao giờ ông Trump có thể làm tổng thống một lần nào nữa, chắc chắn với các bạn luôn. Và ông Trump, nó không để ông Trump tham gia chính quyền một lần nào nữa, nếu không là nó tru di tam tộc nhà ổng. Các bạn phải hiểu như vậy. Ngay cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ không có muốn ông Trump lên làm tổng thống và nắm chính quyền. Các bạn có biết là như vậy chứ. Đảng Cộng Hòa đâu phải ưa ông Trump. Ông Trump là đảng nhân dân.
Ông Trump không phải xuất thân từ đảng Cộng Hòa. Từ xưa giờ ông Trump có làm chính trị đâu mà thuộc đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông Trump phải dựa vào đảng Cộng Hòa để ông Trump được bầu làm tổng thống. Chứ ông Trump là đảng của nhân dân. Nhân dân yêu quý ông Trump mà tại vì ông Trump đi kiếm tiền cho nhân dân. Chứ còn mà đảng Cộng Hòa làm sao mà để cho ông Trump mà làm tổng thống lần nữa thôi, đừng có mơ chuyện đó. Mình phải nhìn ra cái sự thật là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ không bao giờ cho ông Trump làm tổng thống hoặc là chức vụ nào nữa trong tương lai. Cho nên đó là con của ông Trump là người ta đã nhìn thấy cái sự việc đó hết rồi, người ta sáng con mắt ra rồi. Bây giờ vớ va vớ vẩn nữa là nó kiếm chuyện là nó đút con ông đi tù hoặc là coi như là thê thảm, nó cứ lôi ra tòa, nó giận cho chết ngắt. Cho nên là ông Trump, ông cái bản tính, ông là bản tính của ông là bản tính bộc trực. Bản tính của ông là tốt, bộc trực, nhưng mà cái bản tính đó không làm chính trị được. Ông mà còn nói, càng nói nhiều thì gia đình ông càng chết. Từ chính trị là sao? Các bạn tự hiểu đi. Chính trị là gì? Chính trị đâu có được bộc trực đâu. Thấy không? Cái chuyện mà mấy thằng, cái thằng Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội mà ăn cho cố xong rồi bây giờ phát hiện ra những cái công ty đó, thí dụ như cái công ty đó ổng ăn 20 tỷ đi, bây giờ nó lôi cái công ty đó ra, nó nói ổng ăn 20 tỷ, bây giờ ổng đền là 20 tỷ để nó giảm nhẹ. Cái đó là chẳng qua là ổng làm vậy là để giống như khắc phục hậu quả, rồi theo chiếu theo luật là nó giảm án tù. Thì cái đất nước nào cũng vậy, nó đều có những cái luật của nó ghi, thí dụ bây giờ khắc phục hậu quả thì nó bớt án tù. Nhưng mà thật ra thằng Nguyễn Đức Chung từ cái ngày nó ra đời cho tới lúc bây giờ đâu phải là nó ăn chỉ có cái vụ đó đâu. Nó ăn từ cái lúc mà cha sanh mẹ đẻ nó ra, nó ăn từ cái lúc mà nó ngày nó vô đảng tới bây giờ mà, đâu phải là ăn có nhiêu đó đâu. Thành ra nó làm bộ nó lấy số tiền nó trả lại thôi. Nhưng mà thật ra cái lúc mà nó làm tướng công an á, là giám đốc công an Hà Nội, nó không ăn à. Rồi từ những cái chức vụ mà từ chút xíu từ dưới nó không ăn hả? Nó ăn tới lớn sao? Chuyện con nít mẹ nhìn vô cũng phải biết chứ. Cái chuyện nó chẳng qua là tụi nó thanh toán với nhau, bây giờ nó ói tiền ra rồi đầu nó tha cho thằng này bớt tội thôi. Có nghĩa là thằng chính phủ Cộng sản Việt Nam bây giờ nó hết tiền rồi. Bây giờ nó đánh tư sản, nó lựa những thằng giàu có, nó đánh để nó lấy tiền. Rồi dân của mình cũng vậy nữa, nó kiếm chuyện, nó nhìn thấy mình hai người nào có tiền giàu là nó chợp đầu. Giống như con mẹ Nguyễn Phương Hằng cũng vậy đó, mẹ đã nó đang đói ăn rồi đút cái đầu ngu ra để cho nó chợp đầu. Để cho nó có cớ nó chợp đầu. Vậy thôi. Ngu. Có tiền nhiều quá rồi người ta giấu mà còn bị nó chợp đầu nữa. Đằng này khoe hột xoàn kim cương, khoe đủ các kiểu cho cả thế giới biết để làm chi, để vô tù cho sớm. Cái thứ ngu nó vậy. Háo danh mộng mà mộng mộng mị. Ngáo Facebook, ngáo YouTube. Mẹ, có ai mà trên đời này mà ở Việt Nam mà làm giàu mà không có vi phạm pháp luật không? Chỉ cho tám coi coi. Từ cái người làm ăn bình thường muốn làm bất cứ cái điều gì cũng phải hối lộ cho chính phủ mới làm được, cho tới những thằng chính quyền từ nhỏ tới lớn đều phải ăn. Tới bây giờ đụng tới đâu thì phải vô tù tới đó thôi chứ. Ngay cả những cái người dân mà làm ăn mà bình thường thôi là cũng đã vi phạm rồi, nếu mà xét theo là đúng là phải vi phạm pháp luật rồi. Đi tới đâu phải hối lộ bôi trơn. Hối lộ không phải là không phải đi tù sao? Thành ra bây giờ nếu bỏ tù hết chắc toàn dân vô mẹ vô tù hết rồi. Thấy không? Cái gì nó tương đối chứ không có tuyệt đối. Ở bên Mỹ cũng vậy nữa. Những cái công ty mà hạ đại tư bản Mỹ nó lobby, nó đút tiền vô để cho những ông thượng nghị sĩ đó, những bà hạ nghị sĩ đó có thể tranh cử, có thể thắng. Mà khi mà thắng rồi là phải phục vụ cho quyền lợi của công ty nó, hoặc là phục vụ cho cái nền kinh tế đó. Nhưng mà người ta không có ăn tham nhũng theo cái kiểu giống Việt Nam. Đâu có lấy tay mà thò là ăn cả vali tiền được. Cái đó là vô tù gấp. Cái này là người ta phải phục vụ cho cái, coi như là người ta ủng hộ tiền mình thì mình trả ơn lại cho người ta bằng cách là mình thông qua những cái chính sách có lợi cho công ty đó. Ví dụ vậy đi. Ví dụ giờ tiểu bang Texas nó sống vì nghề giàu. Tiểu bang của người ta là đảng Cộng Hòa thì tất cả những công ty giàu đó bỏ tiền ra đưa cho những người đó tranh cử, mà ủng hộ những người đó tranh cử, thì khi người đó mà thắng cử rồi thì bắt buộc là phải phục vụ quyền lợi cho những công ty giàu đó tốt, cho ra những cái chính sách tốt cho những cái công ty đó được lợi. Chứ không lẽ ra chính sách là cấm khai thác dầu để cho những công ty đó đi bán muối hả? Vậy thì bởi vì tám mới nói rồi,
nó là nó đâu có tuyệt đối mà nó tương đối, mà người ta miễn sao mà duy trì cho đời sống của toàn dân được thôi. Đảng Cộng Hòa thì lo phục vụ cho cái Đảng Cộng Hòa, về cái thành phần những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa Dân Chủ cũng vậy, cho nên toàn nước Mỹ mới sống nổi chứ. Đảng Dân Chủ mà lên nắm quyền không, Đảng Cộng Hòa sao sống, mà Đảng Cộng Hòa nắm quyền hoài, đám Dân Chủ sống bằng cái gì? Cho nên là nó phải chia nhau hết, cái người này lãnh đạo xong rồi tới cái người kia lãnh đạo thì mới có mà sống được, còn có đi băng muối đó vậy thôi. Mình chỉ hiểu như vậy đi, rồi mình đừng có đòi hỏi cái chuyện mà tuyệt đối, không có cái chuyện tuyệt đối đây, nhưng mà làm sao miễn sao người ta sống tốt là được rồi, người ta toàn dân hết người này sống được, có ma nào mà chết đói đâu. Còn những cái thành phần mà tào lao hắc xí mà thành homeless là tội gì, xì ke ma túy đủ trò đủ chuyện, không bỏ được thói hư tật xấu, thành ra ra đường nằm thôi. Chứ còn cái người bình thường là không có ai đói hết trơn, đói chính phủ cũng đưa tiền cho mà sống nữa, không ai đói đó. Những cái cố tật, những cái thứ thói hư tật xấu, cờ bạc, xì ke ma túy, đó là không bao giờ bỏ được. Bây giờ có đương $1,000,000 nữa là cũng làm một cái rẹt là hết thôi à. Đâu có bỏ được cái thói đó. Cho nên đừng có tưởng là chính phủ Mỹ không có giúp dân để cho dân thành homeless. Tập 7. Chính phủ Mỹ còn đi cho Ukraine mấy chục tỷ viện trợ được mà để dân homeless sao? Không phải. Những cái loại người đó thì vô phương cứu chữa, xây nhà cho ở rồi còn không vô, cho vô hotel ở cũng không vô luôn kìa, cho đồ ăn không thèm ăn kìa, đưa xì ke là chích liền, làm sao mà chữa được cái bệnh đó. Cái thứ xì ke ma túy bại bạc nhậu nhẹt ai mà chữa được, các bạn chữa thử đi. Đặc biệt là những cái xứ tự do như Mỹ nữa, lộng hành tôn trọng quyền con người, thế là lợi dụng cái đó là coi như là lúc cây lúc cán luôn, làm phao. Mình phải tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng là như vậy đó. Tám đã đem đồ ăn thức uống tới tám cho homeless rồi, tám biết mẹ đưa cho một bọc đồ ăn thức uống nha, lấy mắt ngó vô lắc đầu không cần, đưa tiền mặt cái là lấy liền thằng chí. Mẹ đưa tiền mặt ra xong rồi cái ra đánh đề liền, ra cái mua vé số liền, để chi, để chúng lớn còn không có nhiều nữa đó hả, còn động trời nữa kìa, đi xin ăn mà đi vô quýnh bài kìa mới ghê chứ. Xin ăn hả, vừa có được một đống tiền vậy nè, bắt đầu vô sòng bài ngồi liền, ghê không, xin ăn mà đi đánh bài mới ghê chứ, còn hơn ông nội người ta nữa. Người ta làm thấy mẹ người ta còn chưa có tiền bài bạc, còn đằng này xin ăn á, bữa đó có người nào nói mà đứng xin ăn đầu đường được ngàn trăm mấy chục đô, vậy hơn mẹ kỹ sư rồi, ngàn trăm mấy chục đô, tháng mấy ngàn đô hơn kỹ sư rồi. Kỹ sư làm mày thấy bà nội luôn, có đủ thứ chuyện hết trơn á, đứng xin ăn xong ngàn trăm mấy chục đô rồi sao, chích cho hết vô sòng bài ngồi cho hết, còn không có hả, các bạn biết không, ra mua vé số cào một lần á, một đống tiền luôn, sống hư thân mất nết tầm bậy tầm bạ vậy đó, mà ai chịu đời cho nổi, tàu lao hắc xí vậy đó, mà cứ tưởng là chắc đói ăn lắm, không có cơm ăn áo mặc nó tầm bậy, đi lên chính quyền Mỹ cho ăn cho mặc, đồ người ta ha mặc không hết còn dục trùng rác hàng trăm tấn thức ăn, này dục một ngày hàng ngàn tấn thức ăn, mà kêu là hả nước Mỹ không có đồ ăn cho ăn, nó không có hiểu, không chịu tìm hiểu, lấy con mắt ngó xẹt qua cái là bắt đầu lo chê lo chửi rồi, không nhìn. Nhà người nào mà có xì ke ma túy, nhà người nào mà có dân cờ bạc mà sâu nặng đi rồi tự động hiểu đi rồi biết, mà có đi làm bao nhiêu nữa thì trong vòng nháy mắt là ba cái giàu hết sạch tiền rồi, giờ bữa không có tiền trả tiền xe tiền nhà thì ra đường mà nằm rồi, cái tật thối đó vẫn còn, đâu có bỏ được đâu. Ai mà xóa được mà xóa được cái thói mà gọi là xì ke ma túy, xóa được không, ăn nhậu cờ bạc hút chích đó, ai mà xóa nổi, 10 người xóa được mấy, đi làm cực khổ bao nhiêu con trâu, mẹ vừa lãnh cái chết xong lên sòng bài lãnh cái rẹt có 15 phút bay sạch luôn, rồi xong rồi về lừa cha dối mẹ, lừa bạn lừa bà con mượn tiền xong mà nợ chồng nợ chất vậy, rồi các bạn chịu đời nổi không, các bạn nhìn đi. Nó xin lỗi nha, cái dân nhậu là còn đỡ nhất trong cái tứ đổ tường á, là cái dân nhậu là đỡ nhất, là ăn nhậu thôi là nó còn đỡ đó. Còn cái dân cờ bạc là khủng khiếp, cái dân xì ke đó mà làm sao mà chịu đời nổi trên trái đất này. Đi làm thì 1, mà cờ bạc thì 10,
tiền đâu ra, không có tiền ra hâm lát chứ làm sao, rồi hút chích nữa, hút chích bao nhiêu tiền, hút vô chích vô sướng rồi nằm sải rồi đất đó, đâu có chịu làm gì đâu. Thôi Tám chào cả nhà, Tám có phone rồi, Tám bận rồi, chào cả nhà, chúc cả nhà được khỏe, luôn luôn hạnh phúc. Tám bye bye cả nhà.